Hôm nay Peppa và George được tới nhà của heo bà và heo ông để ăn trưa. Con chào bà. Ba chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Các cháu muốn hái rau quả trong vườn cho bữa ăn hôm nay hay không? Dạ được. Con chào ông. Ôi chào Peppa, George. Còn đây chính là vườn rau của heo ông. Tất cả rau quả ở đây là do heo ông tự trồng. Cái gì vậy con? Hổng làm. Một con khủng long sao? Giờ các con hãy chọn gì đó cho bữa trưa đi nào. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? Chua đâu ông? Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Yeah. Vậy là chó cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy giọt nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Đó, sô-cô-la. Chó ngốc quá đi. Bánh sô-cô-la không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể giọt sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George, ngon lắm. Ôi, George đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Con ăn giỏi lắm George. Còn có muốn ăn thêm không nè George? George, có phải con quá no rồi nên không thể ăn thêm cà chua, rau diếp và dưa leo không? George đã quá no để ăn thêm nữa. George, con no quá rồi, không ăn được gì nữa sao? George quá no để ăn thêm bất cứ thứ gì. Ô chà, vậy là con sẽ không ăn thêm bánh sô-cô-la này đúng không? Bánh sô-cô-la. Ôi trời, có vẻ George lại thèm ăn trở lại rồi đó mọi người. Ếch, sâu và bướm bướm. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Bằng cách nào? Chắc là chúng có cái lưỡi rất dài.
dài hơn cả con sao? Phải đó. Lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi con rất nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow. Peppa, chắc con bướm bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó. Mình không phải hoa đâu. Mình chính là heo Peppa. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn là một chú bướm bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một chú bướm. Mình là một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi. Em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi. Em có thể làm một chú sâu. Nhìn nè George, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên, con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó, con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn là một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông. Và không lắc lư như sâu. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Peppa của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên vũng bùn. Ồ phải. Và ếch cũng rất thích nhảy trên những vũng bùn. Phải đó chó. Đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ. Mình là một chú ếch nhỏ. Vậy là những chú ếch tìm được một vũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt. Nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất. Ông khủng long bị mất tích. Món đồ chơi chó thích nhất đó chính là ông khủng long. Khủng long. Chó rất thích chơi với ông khủng long. Cũng có đôi lúc George dùng ông khủng long để dọa heo Peppa. Đáng sợ quá. Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe không? Là con đó sao George? Hay là tiếng ông khủng long vậy? Khủng long. Trong lúc tắm thì George cũng chia sẻ bồn tắm với ông khủng long. Ngủ ngon Peppa. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon George.
và ngủ ngon nha ông khủng long. Khi chó đi ngủ thì ông khủng long cũng nằm cùng bạn ấy. Trò chơi chó thích nhất là ném ông khủng long lên cao, thảy lên thật là cao và chụp lại khi ông khủng long rơi xuống. Trong khi mà Peppa và Heo Ba đang chơi cờ. Con thắng ba rồi nha. Ồ, con giỏi lắm Peppa. George à, có chuyện gì vậy con? Không làm. George, con làm mất ông khủng long rồi sao? George đã làm mất ông khủng long của mình. Con đừng lo George, mọi người sẽ tìm được ông khủng long cho con. Đây là công việc của một thám tử. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất dễ tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử, chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi sót những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khủng long. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Heo mẹ đang làm việc. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau, vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? Chắc nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại.
Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chót thấy, không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi, heo ba ơi, có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được, nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hay mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được, nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Hay quá. Tới được chị rồi. Tới được của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Quần áo. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. Chót, chúng ta mặc vào rồi chơi trò đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính.
Chào con Peppa, chào con George. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. George. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ, nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chó. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rốt, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rốt đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, vì có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rốt, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Ngài chân gầy. Peppa đang chơi với những con búp bê của mình. George cũng đang chơi cùng. Peppa đang làm một bữa tiệc trà cho gia đình búp bê. Đây George, chị là ba và mẹ nha. Còn em thì làm con đi. Các con, sắp tới giờ uống trà rồi nên các con phải rửa tay. Rồi George đặt búp bê lên trên giường. George, tại sao đang chơi em lại đặt búp bê lên giường? Chúng sắp có bữa tiệc trà mà. George thích đặt búp bê lên giường. Các con, bây giờ lập tức xuống lầu đi, nếu không sẽ không có bánh kem đó. George không nghe Peppa, cậu ấy đang bận đặt búp bê lên giường. George, nếu em muốn chơi búp bê của chị thì em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà đó. Đây là chó, em có thể đổ nước vào trong đây. Các con, mau xuống lầu ngay đi. Dạ thưa mẹ, tụi con xuống liền. Lúc này George đang đi đổ nước và ấm trà. George nhìn thấy một chú nhện bên trong bồn rửa. George muốn chú nhện đó làm bạn với mình. George rất thích chú nhện. Chú nhện cũng thích George. Peppa rất thích chơi tiệc trà cùng với búp bê. Bánh quy sô-cô-la đâu hết rồi hả anh? Hôm qua vẫn còn nhiều lắm mà. Xin lỗi em nha, chắc là anh đã ăn hết rồi. Bà hư quá đi. Chó đi vào và đặt chú nhện lên giường. Chó, em đang làm gì vậy hả? Em phải giúp chị chuẩn bị tiệc trà chứ. Cứu, cứu con với. Ba ơi, có một con nhện trong phòng ngủ của con. Con đừng sợ Peppa. Đi mà ba, nó đáng sợ lắm.
Con không cần phải sợ. Chào con chó, con có thấy con nhện ở đâu không? Nó đáng sợ lắm, và đem nó đi đây. Không cần phải sợ đâu, Peppa. Nhện rất là nhỏ và không thể làm hại con. Nhưng con đừng lo, ba sẽ đem nó ra khỏi phòng con. Nó lớn quá, đúng không con? Thôi để ba đi gọi heo mẹ nha. Heo mẹ ơi! Chào ngày chân dài. Bé ba cảm thấy đỡ sợ hơn một chút rồi. Cậu ấy thích ở trong nhà búp bê sao? Chào các con. Mẹ nghe nói là các con thấy một chú nhện hả? Mẹ sẽ đem nó ra khỏi đây để các con chơi tiếp nha. Mẹ ơi, tên cậu ấy là Ngài Chân Gầy đó mẹ. Nhưng mà Ngài Chân Gầy to quá đúng không hả con? Peppa và George thích chú nhện này. George đặt chú nhện lên trên giường. Không George, cậu ấy muốn uống trà mà. Bây giờ cậu ấy không muốn ngủ đâu. Cậu có đói không Ngài Chân Gầy? Cậu có muốn ăn bánh kem không? Vậy là Peppa đã không còn sợ chú nhện nữa rồi. Mẹ ơi, ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống trà với Ngài Chân Gầy. Ai muốn uống trà? Mẹ muốn. Bà muốn. Trà ngon quá. Peppa rất thích chơi trò buổi tiệc trà. Còn đây là trà của Ngài Chân Gầy. Cái gì? Bạn muốn nói chuyện với ba mình hả? Xin chào Ngài Heo Ba. Thôi được rồi Peppa. Hãy để Ngài Chân Gầy uống trà đi con. Nhìn ba có vẻ hơi sợ đúng không? Không, tất nhiên không rồi. Đừng lại gần quá nha. Peppa rất thích Ngài Chân Gầy. Mọi người đều thích Ngài Chân Gầy. Heo Ba bị mất mắt kính. Heo Ba thường hay đeo mắt kính. Ông ấy cần đeo kính để nhìn thấy được rõ hơn. Khi mà Heo Ba đeo mắt kính thì mọi thứ trông rất bình thường. Nhưng một khi Heo Ba bỏ mắt kính ra thì ông không thể nhìn rõ mọi thứ. Mọi thứ đều bị nhòe và mờ đi rất nhiều. Nên việc Heo Ba luôn luôn biết kính của mình đang ở đâu là rất quan trọng. Cũng có đôi khi Heo Ba làm mất mắt kính của mình. Peppa, Short, các con có thấy mắt kính của ba để ở đâu không? Ba không tìm thấy nó ở đâu hết. Dạ không mẹ. Peppa và George không biết mắt kính của Heo Ba đang ở đâu. Ôi trời, Heo Ba không thể thấy gì nếu không có kính, nên ba con sẽ thấy bực bội cho mà coi. Không có mắt kính của mình, lúc đó Heo Ba không thể nào đọc báo được. Chuyện này thật mắc cười, mình không nhìn thấy gì hết. Chắc ai đó đã để cặp mắt kính sai chỗ rồi. Anh nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là ở đâu không Heo Ba? Khi không đeo nó, anh luôn để nó ở trong túi của mình. Nhưng bây giờ lại không có. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của Heo Ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của Heo Ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của Heo Ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của Heo Ba không ở đó.
George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Heo ba à, thì ra nãy giờ anh đã ngồi lên nó. Ồ. Mặt ba đỏ rồi kìa. Anh không nhớ tại sao lại để nó ở đó. Đúng là kỳ lạ. Anh à, anh có thể là một heo ba hay đản trí, nhưng ít nhất anh không còn bực bội nữa. Anh không có bực bội mà. Hôm nay cả Peppa và George thấy rất háo hức. Chắc vì tuyết đang rơi bên ngoài. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi tuyết được không hả mẹ? Được, nhưng bên ngoài đang rất lạnh đó con, nên con phải mặc cho thật ấm. Hắn hồn. Và đừng quên mang nón, khăn choàng và găng tay nha. Ở bên ngoài đang rất lạnh, Peppa và George phải mang nón len, khăn choàng và găng tay. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã làm một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi George. George, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và George cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. George, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. George tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Giờ
Vậy là George đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Trường mẫu giáo. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Ba ơi, có lẽ em chó còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Ba nghĩ không sao đâu Peppa. Còn có con và ông khủng long ở đó chờ với em mà. Khủng long. Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em chó và ông khủng long. Ôi trời, Peppa không muốn chó tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có chắc chắn em George đã đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con. Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. George, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn George đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Hai, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của George và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không?
Dạ đúng vậy. Trâu. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chót muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt. Chiếc hộp nhạc cụ. Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Hoan hô. Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi chó cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè chó. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em George lại thổi được. Thank you.
Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Pepper và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Pepper rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Pepper, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Và George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. George, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình. Heo mẹ và heo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Thả diều. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Peppa và gia đình mình đi tới công viên chơi. Họ sẽ chơi trò thả diều. George là người sẽ thả con diều trước tiên.
rồi chót chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà con diều lại không bay lên. Chót, em làm sai hết rồi. Là do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi sót, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi ba ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Xe đạp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên chó. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George là chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đi. Nếu chúng ta
ta đưa tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nè. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu Jax. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có bà ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Susie, Rebecca, nhìn mình nè, mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tới trái bí của ba mình nha. Peppa, coi chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Bạn thân. Một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cụ Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy. Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau.
Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? George ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Nè, mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Ba ơi! Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Thank you.